Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Nguyên Quý đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em leo danh theo phong cách của mình. Phong cách của lão gió xưa thôi anh em ạ. Phong cách của lão gió giờ không áp dụng được qua phiên bản này đâu. Giờ anh em phải leo danh theo phong cách của mình nha. Nó mới chất anh em ạ. Giờ chơi ấy là phải vừa chơi vừa đi săn người á, kiểu thế á. Khổ lắm anh em ạ. Cuộc đời là bể khổ mà. Đâu đâu có ai hạnh phúc như ai đâu. Có người sướng có người khổ lắm. Các bạn sướng này, các bạn ngồi xem stream tôi cày game vất vả vật vã. Khổ lắm. Cày sắp vỡ mồm, muốn vỡ alo ra chưa lên được đây. Nhục mặt lắm. À bạn bạn bạn. Từ từ. Có thằng kia mời anh phòng đua tốt quân đoàn đi. Đéo biết. Để anh mời tem vào bắn nó nhanh. Này. Ôi, mời lại. Một dãy mời em không kịp nhìn ra gì nào. Toàn này. Mời em. Rồi. Cây 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 tem này bắn fail lắm rồi. Fail vãi. Fail luôn, đúng fail luôn. Danh nào mọi người. Đủ tem chưa? Chiến luôn, ngại ngùng gì cái giờ này. Đúng không? Ôi trời. Trường bảo vui đi chưa? Bật lo nhỏ loa lại cái. Hả? Nghe check lại. Chào Thùy Dương. Ăn bản quyền đau đầu lắm. Hôm trước bị dính hai cái rồi đấy. Xong rồi kháng cáo được một cái. Còn một cái nó cố gắng làm nốt cái vụ này nữa nghỉ. Hôm trước kháng cáo được một cái rồi. Cái bắt gì hết rồi. Còn cái dốc lóp nữa. Fail. Ơ này giờ giờ như nó quay đường bay rồi nhỉ? Đâu? Đây anh có này. Em mang cái gì à? À, mang cái gì nhỉ? Mày quét vẫn còn mấy chục người này, nhà khu dân cư đi. Còn 42 người này. 40 người. Nhà khu dân cư đi, nhà khu dân cư. Cứ nhảy đi, tao cân hết, không phải sợ. Ôi trời ơi, không phải sợ. Ủa ôi. Vãi cả cân tem, mày cân nổi ai hay người ta cân mày? Anh cân được mà, anh cân hết. Thằng nào, thằng Toàn à? Anh thấy một thằng đáp cùng nhà anh rồi. Anh thấy rồi, nó chạy lên nhà trước cũng nên. Mày quá này. Anh đã có súng đâu? À có lục này. Có lấy xe đỡ không? Nó trong nhà kìa. Rồi thấy rồi. Nó chắc cầm được khẩu tiểu liên rồi. Đây nó đây, nó chắc rồi. Hay. Cứ từ từ mà. À thế à. Hay. Nhà nắm nỗ nha, giờ gọi nắm nỗ không ai gọi nhiều nỗ rồi. Ôi nó bắn. Chúng mày đâu rồi? Gáy. Hai thằng. Cho anh hai thằng, một thằng cầm UMP nha. Tại không có súng. Đen đấy.
Cứ từ từ thôi, cứ từ từ. Cay nhỉ? Ơ cái thằng e ghép kia là thằng nào ghép ấy? Anh có ghép đâu, anh nhớ anh không ghép mà. Chào mọi người nhá. Bỏ đi trường ạ, chúng là bắn nhau đau lắm. Má quả quả ấy, anh cầm lục nhưng mà anh tính chạy thôi, tại nó cầm UMP mà đâu solo được nó đâu, gần cũng thua mà xa lại càng thua. Sai lầm vãi. Càng chơi càng thấy sai lầm. cầm cầm dùng cái gì sai lầm chứ. Mày cầm được khẩu G18 rằn gì đàng hoàng, đừng có đùa. Mẹ nó. Kìa giáp hai kìa, giáp hai kìa. Tiểu Liên kìa. Rồi cầm P90 là ok rồi. Ê, bắn cho ngu ra luôn, lão lều. Nói chung bắn là cứ ok, hay chỉ để anh Trường không? Anh Trường qua bình luận cho Trường nhá. Hai thằng nó xem này. Một con số cực lớn. Con số một cực lớn là con số gì? Ở đây trên đấy con là ai không toàn? Đang ngu ấy, kiểu còn tỏ ra nguy hiểm ấy, kiểu thế á. Hai Cầm thằng này, cầm cầm combo Famat với P90 được. Combo này được rồi. Đang xem trận bắn súng FIFA. Qua xem Papa này, Papa bắn hay hơn nhiều mấy cái thằng ý. Biết rồi. Có chiều nay tem quát có thi đấu đâu ta? À có đúng không? Có bảng B có quát thi đấu mà. Quát tao kết mỗi thằng quát kèo pèo. Tao đưa người xin quan. Này toàn, em có toàn. Mày ngu mày chết, bố mày mày. Trận 1 quá 1 tố 1. Quá tố 1. Quá Đi. quá quá pèo bắn gắt lắm. Quá pèo hôm qua nó mới làm trận cân 4 cơ mà, một mình nó cân 4 luôn mà. Thật mà. Quá pèo mẹ hôm qua bắn gắt vãi đài. Em nhìn em một cái này. Tao thách mày đấy. Không. Kẻ mày có ấy. Kẻ mày có giảm thanh mày không cân được. Chưa có giảm thanh chưa có gì hết. Súng mày thì yếu, giáp giáp hai đòi cân, nó bắn kìa, cân đấy, cân đấy mày, cân đấy mày, cầm mô cô với con gì ấy, ủa đau phết nhở, ủa nó gần nằm rồi, nó yếu rồi. Kìa, tại mày chơi mày mới biết được chưa, quá peo, thằng quá peo bắn gắt lắm, kết mỗi thằng quá peo. Sắp tới giờ rồi đi đây, từ từ kìa, tới giờ rồi đi. Một cân cân hai á. Mẹ gắt vãi, Một trường cân mẹ cân làm quả cân 4 mẹ gắt hơn quá peo. thôi. Cân bố em đều giải. Hồi đấy. Một cái tàu ngon không có. Một thằng gái. Gắt vai. Rồi này thì cân hai, này thì cân hai, trừ 24 điểm của bố mày. Này bọn em hơi bị yếu, em mà nó hơi bị yếu rồi. ETJ là một thằng à? Ôi trừ 17 điểm. Bắt đầu sẵn sàng bắt đầu à? Anh lại mấy ông game em mà game lên 42 lên 66 này. Dương đi đâu rồi Dương ơi? Nó cân tem papa còn được. Quá
Wapel là thằng đéo là bố mày biết mỗi Wapel thôi, còn WAG thằng à? Hả? Gọi gọi là WAG, bố mày cứ gọi là WAG, đéo thích gọi là WAG. Chẳng qua là mấy cái thằng gà này á, gặp tao tao bắn hết. Cứ gặp tao tao bắn nhỏ ngu ra. Sao mất 100? Điểm ấy, cửa quá. WAG 2 ấy. Vãi rồi. Đéo thầy tốt. Quá bắn giỏi hơn tên Papa, đợi 9 năm nữa Papa không được đấu giải đâu. Vãi thật, yên tâm đi. Bao nhiêu tuổi được đấu giải? Không cần, đâu cần giới hạn tuổi đâu. Nói chung bắn hay thì được vào quân đoàn. Bắn nhà thiên tài, bắn phi phai. À chứ gặp trẻ con nhiều bọn nó thiên tài, bắn phi phai nó phải đã hay thật. Rồi nó bắn chậm. Papa là con gà, gà tao ăn đứt mày. Ta mà lên được danh thách đấu thì tao không gọi là con gà nữa đâu. Ta mà lên được thách đấu Free Fire. À, thằng là gà con gì? Không đấu. Toán. Không toán Papa đấu à? Một mình danh là sao? Đấu mình nó thì nó chưa thích bố. Không Papa đấu một mình danh là sao, là sao đéo hiểu cái gì luôn. Đấu một mình ấy, nó không biết chứ. Điểm cộng cộng cao. Nhưng mà bắn tim 4 phiêu hơn. Bắn tim 4 mới có những pha highlight đi và để đời, hiểu không? Thằng Trường là gà. Gà thì cũng ăn đứt được mày Lộc ạ. Nhảy bên phải đi. Không có thằng nào gần mình hết. Không có thằng nào gần mình hết. Rồi. Nó qua bên trái mà. Chào hậu phạm nhá. Sợ chứ gì, tao sợ gì, mày nghĩ tao sợ ai? Tao làm gì có sợ ai? Mẹ, thằng Toàn này trận sau đéo cho chơi. Bắn thì yếu mà bỏ team này sao chơi. Rồi sọc ăn. Team 4, còn 3. Nó mà chỉ nghe không ăn được à? Tem mình anh cân 4 được. Đấy chuyện khi highlight thôi. Toàn chuyên chơi thế. Lâu rồi chưa vô. Và anh nghỉ game rồi hả? Lâu lắm rồi không thấy vào. Để không cẩn thận lại cho phát vào đầu ngu ra. Mày có ca qua đây anh cho đạn. Anh mày 2 cân 4 à? Đi à? Mình qua kho thứ 3 à? À kho này đi. Bỏ nó sát mình luôn đấy. Anh ném lựu choáng. Ngồi im đi. Chạy xuống khu dưới. Quy đi. Quy. Không dám đấu danh một mình, vãi cả không dám đấu danh một mình. Tao là ai mà tao không dám đấu danh một mình? Ai à? Thằng Lộc. Đấu một mình thì chết cậu ngu ạ. Tối hôm qua tao cân 2 thì ăn thua gì? Ai? Con Dương. Lêu mẹ mày. Chẳng lẽ tao ra là tao làm trận solo danh top 1 giờ. Mày cá với tao kèo gì không? Solo danh tạm dễ lên. Ui, ui, em anh rồi. Không phải sợ đó. Tao bắn nó rồi, nó kiểu mẹ ủi phát văng luôn. Mẹ ăn đấy. Mẹ sợ được một mạng ngon vãi đái. Đấu danh một mình đi. Tao đấu danh một mình được cái gì? Mày biết tại sao tao không bao giờ đấu danh một mình không? Tại đấu danh một mình tao không thể nào làm được những pha highlight, mày hiểu không? Cay lắm. Chào Linh nha. Xe chuẩn. Mẹ đi mình chẳng. Mình đã bỏ. Xe. Có 3 hàng đơn. 2 hàng 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 2 hàng
giả. Tao thắng, tao được chấp nhận papa. Chấp nhận là chó. Vãi thật, đâu cần nhất thiết là kèo ý. Bây giờ chẳng lẽ tao ra tao làm trận luôn nhá, tao ra trước nhá. Mày tao bắn trận solo top 1 danh luôn cho mày coi mẹ. Vãi, tối qua tao solo cân 2. Solo cân 2 bình thường thôi, có gì đâu. Mẹ tao bắn solo này, mẹ solo danh luôn cho mày coi mẹ. Khinh thường Nguyễn Quý này vãi. Mẹ, để tao mày chuẩn bị làm được gì nhở? Chó rồi đấy. Để tao qua tao tắt cái này, tắt bình comment của chúng mày gái không? Tao đang bắn mà bị lag thì tao đổ tội. Đéo tin thôi, tao cứ được top 1 là mẹ mày, mày phải sủa cho tao nghe. Không phải gáy nhiều. Mẹ ông một phút cho. Điều khiển. Thay đạn nhanh, thay đổi vũ khí nhanh. Điều khiển. Cho. Chuẩn bị xem này, chuẩn bị xem những pha highlight của Nguyễn Quý top 1 này. Chuẩn bị xem đấy. Mày để tao nhảy cho chúng mày khiếp. Đây nhảy rồi đấy. Chim vào dễ mà không vào thì dễ lắm. Còn đồ đoán không mày? Ok. Yêu không được dữ cô gà. Tao bắn trận này cho chúng mày thấy trình độ khiếp nể trình độ tao mày. Cứ khinh tao con gà. Ok, không bắn được thì gọi. Gọi con gà công nghiệp. Mày, tao mà không được trận này top 1 là hơi cay đấy. Một thằng. Có một thằng rồi. Nhưng nó đáp trước mình rồi. Phải đấm gãy răng nó xuống trước rồi mà. Giờ phải có súng cái đã. Phải có súng cái đã. Thích làm gì thì làm. Yên để ta tập trung bắn nha. Từ từ. Ta thấy có cái thằng đi ở trên kia nó cứ lượn. Giờ mẹ nó trên đấy đồ ngon hơn mình sao solo được. Em chào trai biển xinh hả? Chào em nha, like đăng ký kênh của anh em ơi. Đây mẹ tem, tao chơi tem của này, tem tao ngon, 2 cái ba lô 2. Tập trung bắn, quy tắc chat rồi. Vẫn chat được. Chúng mày cứ comment đi, tao trả lời. Nhục nhã vậy. Nó cầm khẩu gì không biết. Thôi được rồi.
một một không cân được nhục lắm. Ok liền gì? Anh đéo bắn MP. Pa pa nhá, con tha cho pa pa không thua nhục lắm. Danh dự một thằng đàn ông đâu thể nào mẹ nói câu thế được. Mẹ ta thả chịu nhục còn hơn. Ít ra còn được gọi là con gà công nghiệp. Mèo nó gửi thông béo gì ạ. Rồi cảm ơn trai biển sinh nha. Em chơi comment tên hoặc ID nha. Trận sau anh mời nha em ơi. Cảm ơn em nhiều nha. Từ tao thấy có mạng rồi. Giờ vừa thấy thằng kia đâu rồi. À, khu quân sự giàu vãi. Tao trận này tạm một mình chơi này, một mình cân tem này. Chuẩn bị gọi con gà. Nhục mặt lắm, đéo ai để mày gọi được tao con gà bao giờ. Hôm trước mới xem là peo bắn xong phèo vãi. Ta cứ loanh quanh khu doanh trại này là ok rồi. Lều lều gì không spam. Mẹ tao đang cạnh tranh mình để tao tập trung. Em mới level 3 thôi, không chơi danh được. Ok em ơi, em cứ chơi đi. Có gì à, mai sau anh kéo cho. Easy game. À, chơi xong nó cứ giờ không biết có gì nút nốt. Anh chơi anh thấy đúng không? Anh cứ thấy một thằng ở đây mẹ nguy hiểm vãi đai. Thế biết nó sống hay chứ? Không. Không, đang tập trung. Thằng nào nó không ăn thì bỏ xuống. Thằng nào không ăn bỏ xuống cho ta. Thằng nào không ăn bỏ xuống. Một cây này chín nhiều thế. Lâu không ra. Có nhưng từ từ đợi tao ấy đã. Đợi tao tợp đã. Đợi tao tợp cái trận top 1 này đã. Ok, cảm ơn anh.
Em mới level 44 chơi danh được. Vãi tần lê, cho anh một like. Mấy em cho anh một like cái để ủng hộ anh làm cái trận top 1 danh bạch kim cái. Thằng Lộc nó khinh thường tao quá. Thằng Lộc nó khinh thường tao quá. Tao chơi top 1 cho thấy nó cứ bảo tao lêu lêu. Vài bữa em cứ cày lên level 5 hay sao à? Level 5 đấu được danh đúng không em? Level 5 đi rồi anh đánh cho. Biết rồi, lên level 5. Sao trường đã nói là chơi tem ok rồi mà trường không sẵn sàng. Trường nó thấy mày gà quá nên trường nó đéo sẵn sàng. Nó thấy có thằng Lộc cái là mày nó phải sợ liền chứ. Bắn. Bắn đi, phải từ từ nó mới được top 1. Con gà khẩu nghiệp cái gì? Khẩu nghiệp cái gì chứ? Tao người vừa rồi, mất dạy cái mẹ cái gì? Làm trận top 1 cái ông thằng Lộc mẹ nó mẹ. đâu phải chiên lên đâu có thể nào thành được con gà KFC đâu. Gà KFC đâu phải muối chiên không là thành được con gà KFC đâu. Mỗi bạn cho mình một like, một đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đeo của ông ngắm khó chơi nhờ. Ok, đợi anh chút nha em ơi, đợi anh chút nha, trận sau anh kết bạn luôn, có khi nào anh mời cho. Thì có một hơn tốt nhỉ. Anh đang trông chờ cái trận top 1 của anh đây. Đừng bao giờ khinh thường người khác, nghe chưa? Đừng bao giờ khinh thường người khác, ok? Cái gì vậy em? Là sao em comment gì anh không hiểu em ơi. Em like đăng ký kênh ủng hộ anh cái em ơi. Má vẫn chưa gọi 4x. Tao cứ lên cao tao lấy lợi thế cái đã tính tiếp. Tôi thích khinh thường. Đợi tao tí, bảo đợi tao tí. Mọi người nhớ like đăng ký kênh nha. Ủng hộ tôi lấy cái top 1 cho anh em xem cái. Khổ lắm. Bữa nay chỉ có gờ ra. Ông có phải chủ tịch đâu. Tôi khinh thường làm sao. Dám khinh thường em của chủ tịch và cái kết hiểu không. Đây là em của chủ tịch hiểu không. Đừng có đùa, thấy mùi mạng rồi. Mẹ giờ cầm P90 solo mẹ cũng hơi khó khăn nhỉ. Không biết em làm nào mà lửa kinh nghiệm. Đặt bông keo ra sát nó tưởng em đứng sau bông keo. Hắn nó ra nó bắn. Hắn nó nhấn nước, bị em sẽ chết. Cố lên, ồ.
Tuổi 4 tiết nha anh em, 4 tiết nha anh em, 4 tiết anh em ơi. 4 tiết cân một thằng, 4 tiết, còn 4 tiết chiều nay tao. Mày nói đi. Ơi đau đầu quá, tốt mấy ấy, không biết nữa. Tốt mấy đây? Tốt mấy, xem tốt mấy. Tốt 8. Nhùng mặt quá, ai đời lại như thế. Tốt 8. Tốt 8. Tốt 8. 9. 9. 52 thằng, tao đứng 9 trong 9 thằng, mày hiểu không? Cảm ơn trai biển xích nha, để anh gửi kết bạn em gái này. Khổ lắm. Thôi khỏi spam ấy. 113 hả? Kết cái ID rồi đấy. 172 172 3970. Dành. Khinh thường mình vãi. Chủ tịch giả vờ khinh thường. Gì ấy? Nhưng mà ghê nhỉ. Anh ở trong phòng đâu? Có mà. Mời lại. Đây người rồi. Đây người rồi. Anh thoát anh mời lại. Đây ai đây? Dạ biết, bắn luôn. Bắn hơi gắt đấy. Bắt con gà này về nuôi đi, không spam nữa. Mày. Ông đi đéo vào đâu. VN này. VN 2016 á. Thôi bắn đại đi. Nhục mặt quá. 52 thằng đấy đừng có đùa mày. Không spam nha mày nữa. Spam này thì spam. Bảo thì không nghe. Nói tao gà, tao chấp nhận là tao gà, tao còn nói tao vít đâu. Tao còn nói tao gà, tao vít đâu, tao. Đợi 5 phút nha Lộc. thằng này kiểu gì à, con Dương nó bảo nó không on được mét sao bơ. Giờ nó ấy, giờ nó qua đây nó bảo nó không on được mét, vừa vào mét thấy nó đang on mét, nó vừa xem tin nhắn mình gửi vào trong mét xong cay vã. Nhục mặt thật. Kệ nó đi. Anh có cái ván lướt này. Ván lướt sinh học mà nó xả khói ghê vãi. Dù nhận trong 14 ngày đấy. Cái gì? Mày vừa mày bảo mày không on mét thì sao đấy? Còn gì nữa? Cái gì? Quả mơ có hột. Có sơ ca gọi nhá. Mẹ nó vừa nhảy được bao cuối đông quá. Bác sao solo được? Thế ăn được à? Chắc hơn 40 người tao họp sáng mai chắc online. Sao thế? Hay là em
Buồn. Chẳng lẽ tao cầm MP40 đây. MP40 phải kiếm được cái băng đạn ba. Lắp vào. Thấy được bị nhiều đạn hơn chưa? Chứ được nhiều đạn hơn. Buồn đấy. Rồi coi ba lô bà chưa ai nút. Vừa mới có. Mày nhảy mày nhìn thấy à? Xong mày nhảy à? Vãi nỏ bắn hơi đau đấy. Mũ ba không ăn thua mà nó xuyên ra mà. Mũ ba coi như không mũ. Mũ ba coi như không mũ mà. Nó tưởng tưởng có sơ ca. Ờ, thật này. Ba tao xuống viện trời ạ. Xuống viện làm gì khám mắt à? Bố toàn chết đến đây. Sao mày biết? Khổ thế. Cần teo đi thăm đường sữa gì không? Đùa đó, mẹ ta mày xa lắm, đéo đi thăm được đâu. Mồm nói phét thế thôi. Mẹ đâu ấy? Thằng nào gáy đấy. Còn thằng chờ em tí nữa. Chủ tịch giả vờ đi móc lốp và kết bị móc lốp lại. Tuổi luôn. Tuổi luôn. Từ 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 hồi máu đấy. Đéo bắn được. Đéo. Biết là auto hết xong nhưng mà đéo bắn được. Cầm MP MP nha. Có lương ném ra. Có bùi. Nguyễn Quý dơn mặt hả? Hai like một cân hai nha. Danh Bạch Kim nha. Đấy lúc nãy một cái anh biết tim đau lòng quá. Một con thấy mấy tim này. Khổ thế đấy. Tên này. À, đéo đéo đang Tiểu Liên vậy. Không biết. Tắt rồi nhưng gần đầy. Lâu. Vừa chơi vừa sạc mà. Thế. Nên lâu lắm. Rồi bốn kia. Thôi tầm này đã. Đặt gì việc của mày, sao mày hỏi tao đặt tên gì? Tên mày mày hỏi tao. Khá thế là chắc gì AFK. AFK AF Mobile đây. Rồi con đoàn điều nhưng mà chắc gì AFK đã cho à? Đúng rồi, ít phải huyền thoại. Nhưng mà bắn hay, quân đoàn nó nhiều thằng bắn hay chứ. AS này. AS này, Gil này. Có Gil không à? Có Cao Bạc này.
Rồi mấy thằng ấy gặp tao tao bắn cho mẹ toe mỏ luôn, láo lều. Nói chung là chơi với AS thì làm YouTube với AS thôi. YouTube gọi là nói chung. Nghe là thằng AS nó chỉ nhiều. Mẹ thằng ngu này. XE hả? XE ơi, like đăng ký kênh của anh cái XE. X sao đặt tên nghe kỳ thế. XE like đăng ký kênh ủng hộ anh cái em ơi. Mỗi bạn cho mình một like một đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Em lần nhớ mặt anh đi, em chặn em nha. Là ai, thằng nào ấy, ai vậy? Em là Tiến nè. Nhớ mặt mày rồi, đương nhiên tao phải nhớ mặt mày rồi. Tao chặn là tao phải nhớ chứ. Tao bảo mỗi người nhịn một câu đi, đéo nghe cơ, cứ phải cãi nhau rằng co. Giáp chống nổ này. YouTube chậm con là gì? Được. Qua spam. Tao spam à? Thằng lọc xong gọi là một thời gian, gọi là chờ 5 phút đã quay trở lại. Vãi cả lờ thật. Công nhận MP10 vẫn xây sướng. Nhưng mà P90 xây sao ổn hơn. Nó ngửi mùi. Nó ngửi mùi. Tí nữa em ghi ID cho Linh Nguyễn Ngọc ơi, like đăng ký kênh nha. Ok, Linh Nguyễn Ngọc ơi, like đăng ký kênh đi rồi anh kết bạn nha. Thôi nói chung là hai người, mỗi người nhường nhau một câu. Cái lúc ý là anh bảo em không chịu cơ. Người ta xem anh hơi lâu rồi đấy. Tại người ta làm clip của anh hơi lâu rồi đấy. Từ lúc anh làm game này á. Đợi anh một chút nha. Đợi anh một chút, hết trận rồi em ghi ID rồi anh kết bạn cho nha em ơi. Không thì em kết bạn với anh đi em ơi. Em kết bạn với anh nha em ơi. Kết bạn rồi nhớ là comment tên của mình trên livestream nha. Không anh không chấp nhận lời mời kết bạn nha. Ở danh này 1-2 bình thường nhỉ. Không có gì lạ luôn ấy. Phải Cờ lê tập sự. Tôi thích AF. AF hay AS? Sẽ AF. AFK. Quân đoàn AFK thôi mà. Zamba quân đoàn. Rồi cảm ơn Thùy Dương.
À, Dương, Dương, chỉ có Dương mới hiểu được. Dương có thể nào giải thích cho cái thằng Tiến đần độn này một câu rằng là Đinh có thể nói là xem tao từ bao giờ không? Dương mày xem tao hơi nâu nâu rồi đấy. Nói chung là khá là nâu. Không biết từ bao giờ nữa. Po xù đi chơi net. Ấy ê. Gọi thính chưa, gọi thính chưa? Sẽ rời tem ngân nha. Là sao, đéo hiểu gì luôn. AK lắp giảm thanh được không ta? AK mà lắp, AK mà lắp mẹ nòng ba bắn thằng đéo là chịu cho nổi, giờ kiếm đâu gờ rút ra ấy. Bắn nó mới thốn, bữa nay gờ rút ra tăng sức mạnh kinh khủng thật. Nhưng mà nó xoáy đau thế còn gì nữa. Hơi chậm một chút thôi. Vừa rút ra xoáy hơi chậm một chút thôi chứ còn ok. Giáp chống nổ này, giáp chống nổ này. Mày vứt giáp chống nổ lấy giáp 2. Giáp chống nổ chịu sát thương kém lắm. Ra nét chơi với Papa Chan. Đợi 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 tí nha. Thằng Lộc chứ nó ra nét nó chơi, nó ra nét nó chơi nét đừng mảnh áo à. Chơi trên máy tính. Anh chặn em là sao? Mày không làm gì tao, tự dưng tao chặn tao có điên đâu mà tao chặn. Khát đéo mày bảo tao bị điên. Gì nhờ? Bạn bạn gì ơi, like đăng ký kênh hộ mình cái. Lúc nay bạn bạn mình comment ID rồi á, tên với ID, tên tên mới comment. Mình có comment ID rồi nha mọi người, bạn nào mà chưa kết bạn mình kết bạn về tên của mình nha. Linh Nguyễn Ngọc ơi, Linh Nguyễn Ngọc ơi, kết bạn về anh thì nhớ like đăng ký kênh rồi comment tên của mình ở trên live stream này nha. Ngồi đây hết shop bây giờ. Mà ông chui vào đây ra ngoài. À trong đó. Quý đi. Hết shop không? Được một quả bóng keo hay không? Hôm trước thằng kia nó đặt này này. Thằng này nó có bộ đồ như thế này. Bộ đồ trong là cây kim cương này. Quá gắt vãi nhỉ. Ngồi trước. Biểu biểu. Ngồi đây em đủ bốn người thế em thì già sẽ bắt được này rồi. Không biết ra cái gì. Cái gì không biết gì. Cái dù sao. Bỏ thu, bỏ thu, bỏ thu. Bong không? Không phải chạy ra nút thêm ít đồ nữa. Thấy không? Giờ Sao bị biển. Lượng bên kia rồi. À, nó cay nhỉ. Đi qua bơi bên đi, kia. Bơi đi, bơi đi, bơi đi. Thị trấn. Quả này cay rồi, găng rồi. Quả này hơi khó top 1 rồi đấy. Đang cầm AK nữa chứ. Ngồi lên cây. Có Ska thì ngon. Ska mình cầm skin Popo. Tiến nào đéo nhớ. Gắt à? Thằng này bắn. Có thằng đằng sau nữa kìa, mẹ nó. Hai thằng, tem nó hai thằng, tem nó hai thằng. Đằng sau ơi em ơi. Đằng đằng sau nữa. Má cay quá. Tôi quay lại quả quả sao chống nổi. Tưởng có một thằng mà, tưởng anh tưởng có mỗi thằng. Em bảo rồi. Đừng có dùng bom keo. Nhưng quả không bom keo mày công được không? Chôn thằng kia được tương một. Dù má nhiều người lời
lời mời vãi luôn ý, không biết ai thì chấp nhận luôn nè. Bạn bạn nào anh 36 rồi, 36 nhưng mà bạn bè thì anh mới có 33/189, 33 người on á, gần mắc bạn bè. Ờ 200 là mắc hay sao đúng không? 24 này mắc chưa? Chưa. Thêm bạn à? 801 938 938 775. Ai đổi được tên, mỗi mình đéo đổi được tên. Từ sáng giờ mình sẽ chơi một trận luôn á. Papa là đồ độc ác nhất thế giới, độc ác ở điểm gì? Độc ác hay là tốt bụng hay dễ thương hay nào? Mà độc ác là thế nào? Delay 3 giây. Delay. Delay 3 giây hả? Chậm hơn thôi. Ừ, 3 giây thôi. Anh có lấy phòng anh đi delay hẳn 15 giây rồi. Không bao giờ đạt. Mà delay 3 giây thôi thì tao sẽ xem. Ở livestream. Chào bé Cosi nha, chào em nha, papa. Anh sống trên đời làm gì? Sống trên đời để chửi mày. Bé Cosi ơi cho một like. Đợi tí em ơi, trận sau em ơi, trận sau em ơi. Like đăng ký kênh đi, rồi like đăng ký nhớ bấm chuông nha em ơi. Bạn nào chơi comment tên hoặc ID nha, mình mời nha mọi người. Comment tên hoặc ID. Này cho mày 30%. Từ 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 từ. Từ từ. Em không làm gì mà tự dưng đòi làm cờ lê hay thế. Mấy ngày rồi, được mấy ngày rồi. Cảm ơn bé Cosi nha, cảm ơn mọi người nha. Mỗi bạn cho mình một like, một đăng ký kênh, ủng hộ mình nha. Bé Cosi. Quả này về công xưởng nhá, nhảy công xưởng nhá. Cảm ơn nha, cảm ơn nha. Không gửi kênh này nữa. Em đi pha này không lên nhảy công xưởng được. Anh nhìn đường bay ở giữa luôn. Không sợ đâu. Anh cân được mà, cho em cờ lê nữa. Trời ạ, à, em xin cờ lê làm gì? Mấy bạn sao thích xin cờ lê vậy? Ngại. Ok, một tin về trước mặt mình này. Không phải sợ, không phải sợ, không phải sợ. Team 2. Team 2 đúng không? Ra cân nhá. Team 4 đó, nhưng mà nó đi về team 2 nhá. Này này, anh thấy này. Qua bên trái nhá, từ từ. Nó qua bên trái rồi đúng không? Bên phải. Nó qua bên trái. Ừ, qua bên trái nhá, qua bên phải đây. Chết được một cái. Mà chết được cái kiểu gì. Đeo xuống một kìa. Có cờ lê đéo đâu mà đéo cần. Cho đẹp vãi, cờ lê cho đẹp, cờ lê chỉ sửa xe thôi em ạ. À, em có xe hỏng hay gì không để anh cho tạm thời để em đi sửa không? Em quay lại đây anh rút lại 15 phút. Anh cho em mượn cờ lê 15 phút rồi lúc sau anh lấy lại nha. Cho em đi sửa xe này này nọ gì đấy. Có gì sửa hết đi. Sửa hết đi nha. Anh chỉ cho mượn được 15 phút. Chỉ những người còn đang bị hỏng xe các kiểu đấy. Đẹp cái con cá chị Dương bảo kê tí nào. Chị Dương nào bảo kê được mày. Tao cầm chùm mày hiểu không. Mày chỉ cần mẹ há mồm gái mẹ tao bẻ rụng răng luôn. Đều nói câu nào luôn. Chơi nó được không? Giờ một mình tao cân 2 được không? 2 dòng cân. Mày tin không? Không này. Tao cân được 2 mày mất gì? Mất 15 củ đấm. Thế tao mất lại mày hẳn 30 củ đấm luôn đấy. Nói như cực cặp. Nó trường con gà này. Đằng này có thằng nào đâu, toàn đằng ý mà. Tao đi quang này. Toàn chết này. Bố ông toàn. Ôi xa quá, trăm mấy mét bắn không tới. Cơ MP40 bắn được trăm mấy mét mà nó mất máu rồi thì giỏi nhỉ.
Mày đừng tưởng tao không làm gì được mày, ok? Một thằng. Cho mày đi chơi ra đảo chơi 5 phút nhỉ? Bữa nay nghe về đi du lịch người nhiều người thích đi lắm. Mày không có điều kiện tao tài trợ cho mày đi. Ngu cắn cu mà chết. À, lần nào chú em cũng bắn Công thế. hiểu ý. Nó công kiểu gì? Nó lao hai lần ngồi trước mặt mà nó lao như một tên lửa đến. Thế nó mới hay. Mặt lao Với như khả năng bắn 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 nó cầm khẩu gì? có mỗi bình cho mày đúng không? Ra đây, ra đây. Mẹ chùm máu. Mấy bình một chùm? 6 bình. À, nhiều. Đây, đây, đây. Có mỗi hai thằng. Mạnh thằng kia nó xấy hết rồi. Có đồ đĩa gì Em à? nó xấy rồi. Quả tao đứng xa chúng mày quá, tao tao tính ra solo chúng nó mà không được. Phải đá thật. Anh thiếu mỗi bom keo thì phải. À đây, được một quả. À. Đi đi qua bên kia đi, đi qua bên kia vẫn như mọi khi đi. Bẻ gì vậy đậu? Bẻ được lộc, có bẻ được tao, không bẻ được luôn đi. Nó đâu ấy? Ok. Chào TM Gaming nha. Cần máu ra đây, cần máu ra đây. Anh chưa có mũ nữa chứ. Auto headshot pha chết luôn, thật. Chào Châu hả? Châu ơi, like đăng ký kênh nha, trận sau mình kết bạn nha. Like đăng ký kênh nha Châu ơi, like và đăng ký kênh nha. Trận sau kết bạn mời vào chơi luôn nếu mà rank cao. Nếu mà danh từ cỡ khoảng vàng 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 hai đổ lên thì mời nhá, danh cao mời nhá. Em không dành kim cương mà cho em cành kim cương mà anh cho vàng hai vào để chết em à? Thì anh gánh. Nó đâu rồi? Thôi kéo. Đâu? Để em Rồi gánh rồi. cái Ê, giáp một nhảy ra solo ăn nổi không? Thật ra thì nãy giờ mình biết mình bắn không đâu. Tại sao? Chưa giáp nòng ba. Vãi đái. Thanh niên không giáp nằm ba về cái kết. Để anh đến lại gần rồi, chúng mày lại gần đi. Em ra nước sắc nó luôn rồi nha. Thế á? Nó không chết biết rồi. Nào được. Nó chết rồi. Sao anh hỏi em? Mẹ, anh tưởng nó chưa chết, anh tính vòng ra sau anh bắn nát đít nó. À, đi xe, em chơi với, ok em ơi. Comment tên gái thì anh mới mời được nha. Comment tên, comment cho anh cái tên gái. Điền kia cho để máy cao. Comment tên của gái đi mới mời được. À, may quá kiếm được cái mũ một rồi. Vãi, lúc này nâng lên giáp chống nổ à? Mày nâng giáp làm gì hay sửa giáp? Một bạn nào mà chơi like đăng ký kênh nha. Like đăng ký kênh, cộng comment tên nha. Chứ mẹ bắn đau vai đái, cầm giáp ba mẹ solo bắn nhau mẹ sợ thua giáp hai luôn ấy. Chỗ à? Số 4 này. Đâu đây đây đây. Đi 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 đi. Đi đi. Đâu? Có thấy đâu? Thank you. Ngọc Hiển, à hình như kết bạn rồi đúng không Hiển ơi? Danh vàng đổ lên thì bạn danh vàng đổ lên thì bắn tạm, đang đang bạch kim 3 sắp lên bạch kim 4 rồi. Mấy súng súng trường này. Sơ ca này, thằng nào lấy sơ cao. Trên rồi. Rồi rồi rồi. Ôi ơi. Cần ba lô 2 vãi, chưa ba lô 2 đéo nút được đồ. Em là ai?
Tại lúc đầu sạc hơi bị ngốn, lúc sau ấy nó mới đỡ. Lúc sau thì hết mẹ pin rồi đâu Đó. mà. Lên đến khoảng 30 ấy, lúc thì nó rút pin ít dần lên đến 90, 100 ấy. Rút nó mới ít. Người 700 này. Chào mọi người nha, mỗi bạn cho mình một like, một đăng ký kênh nha. Trận sau mình mời nha, comment tên của ID nha. Không kết bạn với tên mình cũng được. Bạn nào biết tên mình có thể comment hộ mình cái tên được không? Dương đâu rồi nhỉ? Cần ba lô cá. BAS 1405 rồi. Một BAS 1405. Có Em mà danh có. bạc bắn không? Thôi bỏ mẹ đi. Danh bạc thì nghỉ mẹ đi. Cái gì đi cương vào vào vào. Máy quá. Để ông Quang vào còn được chứ bạc không bao giờ xong vào. Đến biết là sao. Thế bọn giờ hơi giờ giờ ương ương nó bắn hay chả hay mà giờ chả giờ. Khó chịu lắm. Tôi bảo bắn khó lắm. Danh vàng đổ lên thì bắn tạm. Một là chọn đồng hoàng cho cả bot mình bắn dễ. Hai là cho danh cao cao gì. Ơi Dương đây, Dương comment hộ cái tên game Free Fire của cái Dương ơi. Dương ơi comment hộ cái tên này. Ok, danh vàng trận sau anh mời em ạ. Thằng Toàn ấy rồi kìa. Toàn gì? Đai rồi. Toàn còn. Anh em mình đi biết nó. Đợi tí Dương comment hộ cái tên này Dương ơi. Không toàn đâu. À nó bảo rồi. Tính ra giết nó ấy. Nó bảo rồi em phải tha. Bù mà ba cái mũ luôn kìa. Anh chờ em tí từ nãy giờ mới có cái mũ. Cần mỗi ba lô mà đéo có. Sao biết? Dùng à? Ừ. Boy. Chắc gì? Là bảo về khu máy nhiều hơn về máy máy kiếm đồng. Lên lên kiếm cho anh cái ba lô hai cái. Thì anh em anh danh nói bạch kim ba công trưởng, em nói vàng 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 đổ lên thì bắn lúc nãy em công trưởng có mấy cái bạch alo hai đéo có máy sao lúc bo phun rồi anh mới nói chạy ngược bo núp luôn. Bo hai. Bo hai mấy tiếp một lần? À, bạn hai tiếp, bo hai hai tiếp, bo ba bạn bạn bo ba mình bốn tiếp. Sợ đéo gì? Hai tiếp vẫn nút tốt. Em còn nút sát hai tiếp, bo hai tiếp vẫn nút tốt. Trời ơi. Sợ trong nhà có người thôi. Em lên đồ đấy. Danh vàng đổ lên rồi, cảm ơn Dương. Đấy mọi người kết bạn với tên mình nha. Thùy Dương vừa comment tên á. Từ từ. Đi nút đồ đã, mẹ chưa có ba lô khó chơi lắm. Ba lô ba. Cần ba lô hai. Máu gì đều có. Máu 5 bình này. Cộng thêm ấy nữa. Cái gì nhỉ? Súng điện. Chích cho em để em ra FP rồi. Được, chích được. Chích được, chích vào chim thì chích được FP. Chọc chim mà nếu mà thấy chim mơ phải thấy mới chết được. Ngày còn xương giờ, giờ chắc không còn. Ngày còn xương. Anh bạch kim 3 sắp lên bạch kim 4 rồi, bạch kim 4 lên kim cương. Anh... Hello, chào em nha, chào em. Anh cho anh một like, một đăng ký kênh ủng hộ anh em ơi. Anh hôm nay tao đã chơi trận nào đâu. Có, sáng nay chơi đấy. Sáng nay tao chơi đấy, nick khác. Thế mà không phải là một trận à? Sáng nay chơi một nick khác, à chiều nay chơi một nick khác, sáng chơi một nick khác. Trời ơi, lên đồ. Úi trời ơi, một tin. Xíu quá. Coi thấy bọn anh chạy thẳng lên thật thì thấy. Bọn đi. Má, lo tưởng cái ba lô ba. Lát quá. Qua nè. Thì mẹ bò em phải nhận được súng. Danh cao cao một chút, trình độ bắn tạm tạm thì kéo được. Kéo thì chắc để tối kéo đi cho nó dễ. Kéo tối tối. Tối anh lấy học phụ anh kéo. Tối anh lấy học phụ anh kéo chứ giờ mà em bảo anh kéo thì anh kéo kiểu gì. Mọi người nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bạn Thùy Dương và comment tên mình. Bạn nào chưa kết bạn thì kết bạn với tên của mình nha. Kết bạn nhớ là phải comment tên nha. Không mình không biết đâu. Tiến là ai? Hy vọng thằng này có ba lô hai. Hy vọng là không chết bò.
Ôi ôi đừng 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 đừng. Nghe cay vãi. Lóc thật thanh mà không chết. Toàn KT bị hạ gục bởi mình. Thằng kia đâu rồi? Thằng nghỉ đâu ấy? Toàn nó ngoài bò thôi. Nó ở đâu? Mình đéo gì nó. Nó vẫn chưa chạy vào bò nữa thôi. Nó đâu rồi? Nó đâu ấy? À rồi rồi rồi. Đông lắm nha. Từ từ thôi, từ từ thôi, từ từ thôi. Không, em có giảm thanh. Anh hình như có giảm thanh hay sao? À không có, nhưng có nòng hai. Một mình mày bắn à? Có ở VN chứ tí. Nhưng VN nó có giảm thanh này. Ba bình. Cho một bình thôi. Đây, cho mày hai bình luôn. Có mìn kìa, có mìn ngay trước mặt kìa. Có đạn không? Đạn gì? Đạn chưa. Ngó ngó ở dưới cái xác này này. Còn này, còn. Má gần chết luôn. Chích máu. Ấy ấy ấy. Gì vậy? Má, đập bóng keo như cứt đấy. Sao cái ông đập bóng keo nhỉ? Em đổi tên rồi, ok. Lôi ơi. Lôi điệu hả? Má đập bóng keo ngu vậy chứ. Má quả đập bóng keo ngu vậy. Quả đập bóng keo. Kết bạn với tên của anh nha, anh comment tên rồi nha. Comment tên rồi nha, like, đăng ký kênh nha. Anh like cộng châu cộng 259 là L là sao em? Em kết bạn với tên của anh đi, comment tên cái để anh chấp nhận nha. Khổ lắm, để anh vào anh xem lời mời nhiều quá sao mà nhớ được. Em gửi lời mời kết bạn chưa vậy? Không biết thế nào đây. Nhìn hoa hết cả mắt không biết ai luôn. Đang với Kim Bà. Đang gần với Kim Bướng. À gần với Kim Trương. Rồi thì đâu nửa cây nữa. Em Quang này nhớ. Nhớ Quang. Mọi người nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Toàn thoát đi không chơi mình hoàn toàn nữa. Đâu ra? Mẹ đi rồi. Ai mua? Mẹ đi đâu? Tiến à, anh có thấy đâu em, anh có thấy lời mời kết bạn gì đâu hay là 8 gì ơi? 873 hả? 873 Tiến à? Tiến ý kia bạn rồi mà. Khổ lắm, giờ mà tìm cô này cũng... Cô loa không nói mà. Cô loa nha. Đồng rồi lên mệt tim 2 rồi. Ui, huyền thoại hình như chưa có một cái danh mới đâu. Ở trong cái bảng xếp hạng ấy. Không chưa cần nhớ danh gì đâu. Full là huyền thoại rồi, chưa cần nhớ danh gì. Thôi bạn bắn luôn tên này nhá. Ok. Em đợi em vô giờ. Anh vào trận rồi em ơi, anh vào trận rồi em ơi. Em thôi để anh đợi em được, thôi anh đợi em cả. Để anh đợi em cái chiều lòng cái. Cho mỗi bạn cho mình một like đi nha. Mỗi bạn cho mình một like, một đăng ký kênh nha, rồi mình mời nha. Linh Nguyễn Ngọc cũng không thấy vậy. Một like. Anh có thấy ơi mà, anh thấy ơi mà. Má nhiều người cứ nhắn tin. Ngọc Hiền. Level 9 quá. Anh ấy level 38 rồi. Vào công đoàn level 9. Không sao
Ra đi em mời cho. Thế bây giờ em muốn mời anh không được nha. Ai Em mời thì trận sau nha em ơi. Chào Tùng Phạm nha, Tùng Phạm like đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mọi người like đăng ký kênh nha. Bạn nào muốn chơi thì comment tên hoặc ID. Thấy anh trong nhóm, mới làm xong rồi làm gì? Giờ nào còn làm clip nữa. Mẹ đi ơi mẹ. Chú quá gì? Sáng chuyển cho tiền cho mẹ chưa? Xe gì? Xe gì mẹ ơi? Mỗi bạn cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Anh quên em rồi à? Em có nick là Hùng Còi AFK đúng không? Hùng Hùng Nguyễn nhỉ? Hùng Còi AFK đúng không em? AFK ở AFK Hùng Còi. Quen quen quen. Thói quen và bản năng ấy. Xe nào? Xe mới à? Không biết. Lôi Diệu ơi, 18 giờ mời em. Em ơi, em kết bạn với tên của anh đi em ơi. Anh có tên á, anh có tên. Thị trấn lúc nào mà chả đâu. Mấy em kết bạn với tên của anh đi rồi anh mới mời được, khổ lắm. Đợi anh không mời em. Quả ý em, anh không thấy em sao anh mời được. Bạn nào bữa nào anh làm highlight Free Fire đi, ok em ơi. Đơn giản mà. Anh sẽ tổng hợp lại những clip livestream của anh á. Hả? Nhớ mặt anh đi. Thì đương nhiên mặt anh ngày nào anh chả soi gương, đương nhiên là anh phải nhớ rồi, em ạ. Khổ lắm cơ. Em chả bao giờ mạo danh là sao, mạo danh là sao. Mẹ ra 3 cộng MP40 nữa thì mẹ thằng nào chơi. Tao biết ngay mà. Tao ngửi mùi khét khét. AN94 sở hữu bị đau. Mẹ nó đùa. Mẹ đầu trận mẹ có AN94. Mẹ chê không nhặt là một sai lầm. Đúng không? Em phải nổ súng xem có thằng nào ra đây. Ôi. Chỗ này đảm bảo em không đánh tin. Sao không phải tin tại vì có anh. Kìa ba lô 2 kìa, ba lô 2 này. K này. Nhưng mà khu này lấy K làm đéo gì. Có thằng. Nó sấy phát vào đầu kìa. Anh sấy nó yếu rồi đấy. Hơi yếu yếu. Hay. Cứu cứu cứu. Mẹ nó cắt vai. Cầm AN94 sấy headshot luôn hả? Mẹ nó anh đứng ở trên cao mà nó sấy phát hết sọc mới ghê chứ. Đéo ngờ luôn. Mạo danh bằng giả mạo rồi anh. Đéo ngờ là anh chết đấy. Nhớ thế nào được. Anh đéo ngờ là anh đứng ở trên cao mà đéo hiểu tại sao mà nó bắn anh gục được mới hay chứ. Anh nhảy lên nữa chứ. Em ơi, kết bạn với tên của anh đi, khổ lắm, anh không kết bạn được giờ này. Mà cầm khẩu gì ấy, auto hết sau luôn à? Khó bắn phết đấy. Mẹ mày, trận này tạo gánh tem. Quả hơi bị cay luôn, đéo hiểu sao mà nó. Anh ơi, nứng là gì, vãi cả lồn. Đó, nứng là vãi cả lồn. Nứng là vãi cả lồn. Tí tuổi đầu. Tao cầm combo mũ 1 giáp 1 rồi nha. Tao cần hết. Đi xuống dưới đây đi. Tao cho đồng viên chén tí. Nó có cái gì đó. Nó cứ đầm 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 đầm. Thế á? Ui MP. MP gì? 40. MP gì đây? Phải đi kiếm khẩu Ska hoặc là Groza.
Em cần anh định định nghĩa cho em không em? Ô, có người nha. Tớ nào? Có người đây nha. Thì ra tập giác mà ra ba rồi. Cho tao đi. Mày ra mấy rồi? Tập ba rồi anh. Ấy, nhường. Nhường chú ý anh em ơi. Nhường giáp một. Ưu tiên em cái, đừng có nói tục, anh có nói tục đâu. Cái đấy gọi là nói không lịch sự, không văn hóa. Tục là gì? Tục là chửi nhau mới gọi là tục. Đấy gọi nói gọi vô văn hóa. Đây đầy đạn này. Cần ba lô ba quá. Em leo mãi không được danh là sao em? Anh leo mà nó cứ lên vù vù ấy, chả thấy trừ. Đi đâu ngày đây? Khổ thật. Leo mà chả thấy trừ cũng chán. Thấy giỏi thôi. Thấy giỏi đấy. Mày tao là kiểu pha mát xong vui quá. Địch mày lúc này tao pha mát. Lúc này tao có pha mát mà tao đều lấy luôn ấy. Anh em bắn AK tay 1. Bắn AK cũng được, tao có AK tay 1 bắn rồi. Tao farm mát, farm 3 à... Gì vậy? SK. Ngon. Cái trò này luôn luôn có cái SK. Vậy đái rồi, tự nhiên chơi tính toán. Tính toán từng cái trò. Em đập bảo ở trong mát này có tất cả bao nhiêu cái SK. Em không biết. Nói như cứ thế, em lên lại tụt anh nó cứ thế nào nó cứ lên lên ấy. Trận nữa lên bạch kim 4, vài trận nữa thì lại lên kim cương rồi. Vãi thật. Anh sắp lên được bạch kim 4. Sắp bạch kim 4. Cần cái băng đạn 3 vãi. Nhớ rồi, 2533. Ngu. Chơi phải từ từ em ạ, không thể nào cày ngày 1 ngày 2 được. Em cày ngày 1 ngày 2 lên thì... Đấy mày bắn hay nó khác, còn em bắn là phải bắn từ từ. Em chơi là phải từ từ. Em cày tất cả là bao nhiêu ngày? Từ hôm gì đến giờ là hôm 27 giờ bao mấy nhỉ? Ngày 30 73 ngày. Đúng rồi. Không biết 27 nhỉ? Không biết. 26. 27 là chơi được rồi. Cả tất cả có 3 ngày. Em let kill this love. Vãi đái thật. Hiểu quá, cho một like cái hiểu quá. Yeah, ra đây cho hãy à nhiệt. Tao cầm sơ ca lấy nhiệt làm gì? Sơ ca lấy 4 đích thôi. Thế anh ngủ ngắm anh thì lấy đi. Thì cứ lấy đi, cầm lấy đi. Vứt rồi. Vứt rồi thôi. Nam Nguyên, vãi. Xem live stream bao lâu rồi mà bảo là cho cờ lê vậy. À, vào nói một câu cho cờ lê. Em chơi mấy tháng rồi. À bên kia. Em chơi thì đâu đâu thể nào. À, nó bắn anh vậy. Quý xin chết. Không cầm ngắm cơ. Cần đeo ngắm. Hai thằng đúng không? Vãi cả vào một cái xin cờ lê tôi như thật không biết. Có thằng trên trời à? Đi mẹ đây thằng nào cầm nhiệt đấy. Qua đây đốt lửa trại. Xít ngỏ mà. Không có máu đốt lửa trại. Ăn lửa trại em nha. Ai cho mình xin. Em nghĩ trên trò như là cướp nhỉ. Anh chạy đây, anh chạy qua bên này. Anh chạy ra qua anh móc đít nó. Nó bắn anh hay sao? Anh nghe, anh nhìn thấy hướng đạn bay về đây.
Đâu thế? Ôi trên đồi, trên đồi. Đù má lắm vãi, tính chạy móc đít nó. Ai kêu cờ lên lần một tha được, nhắc nhở không được spam 300 giây. Bạn phải tương tác nhiều đến khi anh quý quá quen bạn thì bạn sẽ được cờ lê. Like đăng ký đi. Má cây vãi. Má nó nghe nghe thấy hướng đạn, nó hai hướng đéo thấy được. Má cây thật. Cứ từ từ cờ lê đâu phải ngày 1 ngày 2 đâu. Hay. À trường à. Chạy vào nhà đi. Kìa. Nó lo đâu ra bạn nhé. Mày à. Cứu bạn ơi. Bảo không nghe. Cứu. Get me. Help me. Mỗi bạn cho mình một like và đăng ký kênh nha. Yeah. Em hai cái món ăn gần này. No. Like đăng ký mà cảm ơn em nha, cảm ơn Nam Nguyên nha, cứ từ từ. Em chả có ai là sao em? À, cay quá. Đập bóng keo bắn được dính chân. Thôi, đập bóng keo ngu vãi. Đập bóng keo mà đặt hở. Trừ 13. Cao lên đúng rồi, hết sọ ai được. Anh mời mày ạ. Xem ai chơi nào, khổ lắm. Mời Tiến mà Tiến nó không vào. Có được cái tay. Đang bắt tên hai dòng hai lính này. Cái này không biết bao giờ lên được kim cương. Em này, tối nay mai là em phải lên được kim cương đấy. Gì đấy? Mời mà không thấy vào luôn đấy. Ai có ai muốn ăn liên quân? Vãi, ăn liên quân cho free hả em? Cho ăn liên quân mẹ. Mình có ăn cao có ỏi cao đủ luôn vãi thật mẹ liên quân cao đủ nghe điêu vãi. Like thường xuyên xem và like sẽ có cờ lê thôi, đơn giản mà có gì đâu. Ặc liên quân luôn hả? Anh quý quá quen mình luôn. anh em một nhà. Anh em cùng cha khác ông nội, đùa. Nhảy cuối mát đi. Ok. Vãi thật, mình nhảy lại giờ chúng nó bắn cho nó có súng nó bắn cho ngu ra luôn. Không nhảy đèo đá này. Huy ơi, Huy, đi lên Huy ạ. Huy, Huy. Bắt, từ từ nha.
ôi rồi ông vãi. Anh em một nhà gì mà không quen. Thịt quẩy. Có thịt quẩy thôi, có gì đâu. Sataboy. Chào THBALL nha. Like cho mình cái bạn ơi. Cho mình một like cái công nhận những thằng cao thủ Free Fire vào bắn PUBG như shit. Mà cao thủ PUBG sang Free Fire bắn siêu VL. Đương nhiên rồi, hiển nhiên rồi. Free Fire nhìn dễ, PUBG nhìn quá khó. Với cả những thằng chơi PUBG nó qua Free Fire, PUBG của nó chơi được PUBG, máy nó phải mạnh nó mới chơi được PUBG. Free Fire máy yếu yếu là đủ chơi rồi. Thế nên máy chúng nó mạnh, chúng nó vào chúng nó bắn cho ngu ra luôn. Chả máy mạnh bắn sướng lắm chứ đùa. Sợ không chơi được. Nó khó chơi lắm. Nói chung là PUBG với Free Fire nó gần gần giống nhau, nó gần là game sinh tồn. Nhưng mà PUBG ấy thì đồ họa thứ nhất là nó đẹp hơn. Nặng hơn. Nó nặng hơn, nặng máy lắm. Lên đồi không? Nói chung là tùy nữa. Nãy giờ tưởng không stream. Mời tưởng không stream. Có mà. Lúc nào mà chẳng stream. Không biết ông là ai luôn ý. Tôi không biết luôn ý. Có một thằng ở đây, có một thằng. Ỉm chợ có một thằng nó cầm khẩu súng bắn xa. Đây đây lên đây chưa? Từ từ anh hồi máu đó. Nó nói chạy qua bên này này. Nhanh lên. Nó chạy qua bên kia rồi. Đeo có súng bắn, đeo bắn được. Khổ thế. Rồi, cứu. Đeo có súng, đeo bắn được. Mẹ chúng mày có súng rồi. Mẹ tao cầm sọc ăn không bắn được. Ông nào cũng nhanh đấy. Ông này, hai cái luôn. Nhưng mà đéo có đạn. Trong nhà có súng này. Có nhà đấy, trong nhà có súng. Anh có ạc Free Fire cho mình xin một ạc. Vãi thật. Nhắc đến Facebook. Kìa bên kia còn người. Sao mà sợ? Không có gì phải sợ. Mày chạy đến đây bắn cho ít máu coi. Trướng ơi, đây thò đầu ra ngoài. Anh đang đứng ngoài này, bắn cho cái. Rồi. Lúc nãy thấy có thằng ở đằng trên nhá. Vãi cả Free Fire cứ làm như có cho ấy. Nó bắn kìa. Thằng ý như chỉ có một thằng thôi ấy. Má nó bắn vào đít này. Còn có đâu, có đạn không? Có đạn không? Má máu này. Má nó bắn đau vãi. Bỏ đi. Một thằng yếu rồi mày bỏ. Một cái đau quê cho. Cái đi quê. Ok. Có một thằng ở trên này. Ui trời ơi. Sau lưng. Trong nhà này. Đồng vai. Sau lưng quý.
sau lưng anh nhá. Chết rồi. May quá. Hết đạn rồi. Thằng kia cứu rồi. Đéo có máu, gần hết máu rồi, quả ấy mẹ còn ít máu mà anh cầm SK lên anh sấy. Anh sấy MP 10 mà anh còn hết đạn xong anh cầm SK lên anh sấy, anh ăn được nó luôn. Nào thằng nào cần máu không? Đứng yên bắn cho. Ăn đồ mà. Ê, đứng yên bắn cho. Này Trương. Ai Huy. Đây. Nhưng mà lúc ý anh không còn đam, anh tưởng là còn thằng nữa thì anh mới cần ấy thôi. Thì đằng nào tên mình vẫn còn, chào Thuận Bùi nhá. Có bình máu này lấy không? Hỏi nó có lấy bình máu không? Bình máu không? Không có mà, đi. Ra, không. Tiểu Liên thì cho được một bình. Cho đặng Tiểu Liên thôi mà. Tiểu Liên á, đây. 188 viên, nhưng mà ít đạn xuống trường quá. 102 có rồi, 303 rồi. Mẹ, từ nãy giờ anh em mình mỗi thằng mấy mạng rồi, mày mấy mạng? Tao một mạng. Ba mạng rồi. Em là toàn Bùi chơi nữa ai? Trời ạ, em bắn chán quá, em bắn toàn đi lẻ không à? Bọn anh không chống nổi, 3-3 bắn 4 đâu có dễ thế đâu. Sai bàn lên cùng chơi, đứng lên cùng chơi. Không phải sợ. Thế kệ bài, bia đi cho tao đi. Mấy thằng này, lên đây đi, đéo sao đâu. Cứ lên đi, tao chùm khu này mà. Chùm thì tí gái chùm. Thì tao chùm chết, được chưa? Tao chết khu này nên tao chết nhiều nên tao nhớ rồi. Tao nhớ như kiểu gọi là từng cái nhà vệ sinh luôn ấy, kiểu thế. Toàn ơi cho like cái. FIFA đều có nhà vệ sinh nhưng PUBG có. Có. Còn slot không? Đợi tôi tí, ông tên gì vậy nhỉ? Hình như ông tên Bình đúng không? Hình như ông tên có nick FIFA là cái gì đấy, Bình đúng không? Có đấy, trận sau tôi mời. Thằng nào ăn lửa trại không ra để đốt. Anh kệ mẹ ta. Tao đốt tao lấy EP. Vậy em solo squad cần tem nhai. À rồi, trận sau tôi mời. Cần thêm ít đạn trường. Đợi đi. Tem thì đã yếu rồi, còn nhảy solo đến lúc chết ra ngu. Trên đây có một thằng này. Cần bố nha. Vừa thấy có thằng ở đây đâu rồi. Vừa mới thấy có một thằng ở đây. Tính lên săn mạng cái không có. Đợi tí nha ông ơi, đợi tôi tí. Em chơi cho em lên bạch kim đi anh. Tối để xem tối rảnh thế nào đấy em ạ. Khó lắm, anh mới đang ở bạch kim mà. Bạch kim thì lên dẻo eo à, sắp lên bạch kim 4 rồi. Có đạn trường không? Giết được mấy mạng? Creeper, tí em xin một lot. Creeper, like đăng ký kênh cái em ơi. Đâu rồi? Nó đâu? Còn đâu? Nó đâu rồi? Thì chỉ vị trí mày biết nó, nói đi. Rồi, anh chưa biết nó chạy
Like đăng ký kênh đi Creep ơi. Like đăng ký kênh đi, trận sau anh cho slot. Nó đâu vậy? Ở đằng bên kia đúng không? Từ từ đó, từ từ đó, đừng có căng. Cái xe có những cống ngồi phát nổ. Rồi, cảm ơn Creeper nha, cảm ơn em nha. Rồi, trận sau anh mời em vào nha, danh vàng đổ lên đi bắn nha. Tối kéo danh nha, tối kéo danh tiếp nha. Đâu? Ê, nhiều đạn tiểu liên quá, thằng nào có đạn trường không, đổi. Em có để đổ, bắn sau ok. Ok, bắn sau cũng được. Em đi bắn tem 4 chán lắm. Em đi solo chán, em đi solo anh không biết nào nhưng mà em bắn tem 4 chán lắm. Đi đi. Có cho 4x đây. Cho xin luôn 4x đi. Bạn giống ở Creeper. Top 1 nhẹ đi, cố gắng đang cố. Cố gắng top 1 nhẹ gái cho nó vui. Lấy đéo đâu ra đạn xuống trường giờ này. Chạy anh cao một chút, chạy anh cao một chút. Gái ơi, hình như còn. Bên kia còn người. Xin được cái nòng ba nhẹ vãi. Má thằng này đéo cầm súng chưa mà đéo có đạn luôn ấy. Ê nó bắn đau vãi. Solo em cũng được. Thằng nào có bom keo không? Giải ra cứu thằng kia gái. Cần có nhé. Có mỗi quả. Nó đâu rồi? Xuống đây cho một bình này. Nó đã bóng keo rồi. Hai thằng đúng không? Bỏ đi. Mày bỏ. Bỏ đi bo. Bo nữa kìa. Bắn đầu vãi đài. Luca. Không có bom keo. Em đang đốt lửa chạy rồi. Bắn đi. Cứ. Kia ở dưới kìa. Má. Tốt mẹ nhỉ, hay mod o lên rồi. Ok, quy nhan gì ấy, like đăng ký kênh nha, like đăng ký kênh rồi mình mời nha. Má mày bắn tem mày khó chơi đấy. Cộng được 13 điểm. Má. Lên danh khó vãi. Like đăng ký kênh và comment tên cái. Bình ơi vào này Bình ơi. Bình. Tôi sẽ ưu tiên các bạn trước nha. Bạn nào chơi comment tên Creeper ơi, like đăng ký gái để anh mời gái em ơi. Like đăng ký comment tên gái để anh mời gái em ơi. Kết bạn với tên anh nè. Mời tôi mời á, tôi vừa mời á. Mày hết pin chưa? Lâu. Mày thích bạn là trong vừa. Quên này. Rồi. Creeper, em Creeper đây. Like đăng ký kênh rồi anh mời nha Creeper. Tên anh là BAS 1405. Quên mất. BAS 1405.
4 0 5. Cũng ra. Thiếu chữ N xong kêu bọn nó thấy chữ N. ID hả? 10. Ok ok, comment. Comment tên cái để anh kết bạn. 103 103. Kêu nó kết bạn đi. 103 487 487. 025025. Like đăng ký nha em ơi. Rồi em ơi. Wap Funky em 2. Mời mày nè. Chào Hằng Nguyễn nha. Hằng Nguyễn like đăng ký kênh ủng hộ mình nha Hằng Nguyễn ơi. Bình đấy, bắn hơi gắt đấy. Hôm trước làm trận top 1 nhẹ với anh đấy. DHV Vlog ơi, bạn nào chơi comment. Em gửi kết bạn rồi, ok em ơi. Em tên gì vậy em? Em tên gì, comment tên gái à, anh chấp nhận gái không, anh không biết được đâu. Anh nhiều người mời quá mà. Hằng Nguyễn ơi, like đăng ký kênh nha Hằng Nguyễn ơi. Khổ lắm. Anh không biết ai, anh khó chấp nhận lắm. Khổ lắm. Kinh nấm luôn hả? Ok em ơi. Khổ lắm, em comment tên nhanh nhanh một cái để anh còn biết anh mời gái chứ. Kinh nấm luôn hả? Rồi em ơi. Nhanh nào. Bạn nào mà chưa kết bạn Facebook của mình thì kết bạn Facebook của mình nha. Mình có một tem Free Fire dành cho các bạn nha. Rồi rồi, anh thấy rồi, anh chấp nhận nhận lời mời ạ. Khổ lắm. Duy Anh nữa này. Ôi. Nhanh nào, Hoàng Nguyễn phây anh rồi. Hằng Nguyễn ơi, comment tên gái chứ không anh không biết bạn nào kết bạn đâu nha. Comment tên nha, comment tên mới chấp nhận nha. Ấn vào link đi em ơi, ấn vào link em ơi. Ấn vào link em ơi, kết bạn thì ấn vào link nha. Mấy bạn nhớ like, đăng ký kênh nha. Khổ lắm cơ giờ. Nấm lùn đâu rồi? Nấm lùn, ok, nấm lùn. Mời không để trả lời. Thằng này kinh nấm lùn kìa, PC gì, Facebook á, Facebook link, ấn vào link là kết bạn được nha. Mà em xóa hơn 30 điều mới rồi. Còn 200. Tên game à? Tên Facebook, còn tên game ấy. Tên Facebook đấy, đấy là tên Facebook nha. Ấn vào link Facebook là được nha. Còn tên game là B A S 1405. Báo 1405 nha anh. N nha. Đấy tên của mình nha, tên của mình, tên game của mình nha. Bạn nào mà kết bạn Facebook mình rồi thì có thể gọi là nhắn tin đến mình để mình mời vào tem nha. Này, cho thằng nấm lùn. Tên mình nha, tên game mình là BAS1405N viết hoa nha mọi người. Hiện tại đang còn 37 người. Thằng ấy hơi mạnh đấy. Mày nhìn 33 nó đứng tốt luôn kìa. 123 ấy, góc ấy. Hello. Nào thôi. Nào thôi chứ làm gì cả.
Ờ. Có hai thằng kìa. Cho nó lại không nữa. Hai thằng đằng sau, hai thằng đằng trước. Bốn thằng nguyên team, hai team. Anh Thư chưa like, kệ. Chào nghỉ trưa nha, sắp rời nhóm rồi đây. Tên Phay là có, Sơn Trần này. Công chưa ngoài người ơi. Sơn Trần à? Úi tồi, là cái giáp 2 này là có súng. Thôi Dương ơi, lớn rồi, sạch sẽ đi. Không khẩu nghiệp, bớt khẩu nghiệp lại. Môn thì bảo người ta bớt khẩu nghiệp mà mình khẩu nghiệp vãi ra. Vậy là bảo người ta bớt khẩu nghiệp. Cầm spike 12. Lô 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 lô. Sơn Trần hả? Sơn Trần cũng biết Sơn Trần vào nhóm Free Fire chưa nhở? Cho anh hỏi cái, Sơn Trần vào nhóm Free Fire chưa vậy? Em mình đi săn người tiến. Được, có sao đâu. Săn người thì hơi bị nhiều mạng đấy. Đặt mìn ở chỗ cáp treo, có khi cũng được mạng. Anh kết bạn nha. Facebook của em là Sơn Trần á. Anh không thấy, em kết bạn Facebook của anh đi em ơi. Facebook của anh có link á. Anh để link á, em kết bạn đi. Từ từ nút đây cái này đã. Kết bạn Facebook anh đi rồi nhắn nhớ. Kết bạn thì nhớ phải nhắn tin nha, không anh không biết đâu. Kết bạn rồi nhớ nhắn tin nha. Rồi nghĩ dâm như chó. Con chó nó có dâm đâu. Mẹ Dương này nói một câu hơi sai lầm. Bảo dâm như chó, con chó nó có dâm đâu. Đấy đâu gọi, thế nào gọi là dâm. À thằng đi. Không chơi anh nghèo, lên xe anh đèo nào. Thế á, số mấy? Chửi mạnh vào nha, chào Đinh nha. Để lấy xe ra mẹ. Uầy. Xe anh đèo. Nó ở ngoài hay ở trong? Anh đi xa này. Chết rồi á? Sao chết rồi? Con. Có một thằng thôi à? Chán thật. Thằng này có đồ đéo gì không? Thằng này đéo có đồ gì luôn ấy, tao cầm xe ra mà. Nó bắn anh á? Ờ, nó có bắn. Cổ vũ cho bạn Dương chử. Không em ơi. Nà. Anh bảo em là em tìm cái gì nhỉ? Em ấn vào cái link nhá, dễ lắm. Vào xưởng đúng không? Thôi có thằng đang chạy. Một thằng nữa. Mà hai thằng ở đây. Đống này còn ba thằng nữa Trường ơi.
thằng nấm lùn sao nằm rồi. Ôi, trong nhà. Đằng sau. À, trong nhà, cứu. Trong nhà. Cứu. Đéo ai cứu luôn kìa. Facebook em là gì vậy em? Nó đâu rồi? Đu! Nó cầm MP40 này ra. Nhanh đi, nó yếu rồi. Cái bạn Facebook này, ấn vào link dễ hơn á. Chết rồi à? Sơn Trần à, ok em ơi. Sơn Trần à. Để anh thêm Sơn Trần vào tem nha, ok em ơi. Đợi anh một chút. Khổ lắm cơ. Sơn Trần ơi, anh thêm vào nhá. Anh thêm rồi á. À, DM suốt ngày đi cua gái, sao bảo gái cho xem ngực vãi thật. Đau thật. À, đã thấy lại còn yêu nhiều đứa con gái, cần tao giúp mày chia tay với chúng nó không? Ôi, cộng được 1 điểm trừ mẹ 8 điểm. Còn 9 điểm trừ mẹ vẫn 8 điểm, còn 1 điểm. Thôi cái nào bạn nào chơi comment tên hoặc ID nha, mình mời nha. Ok anh, cảm ơn anh nhiều. Ok, không có gì đâu em ơi. Tiến à? Tên gì? Loại người như mày đéo gắt vãi. Thôi. Anh em mình lại bắn quẩy tiếp rồi nhỉ. Bạn nào chơi comment tên hoặc ID nha, mình mời nha. Mỗi bạn cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mời em, tên gì vậy em? DHVlog. DVHVlog là tên gì vậy nhỉ? Có người mới. Nhưng mà không thấy. Em chơi với được không anh? Hằng Nguyễn ơi, em tên gì? À, cái bạn cái được em, cái em ơi. Nấm lùn em vừa chơi rồi em ơi. Chặn sau em ơi. Nấm lùn ơi, từ từ em ơi. Comment tên gái, tên hoặc ID gái không kết bạn thì tên của anh đi. Tên của anh là BAS1405N nha. Đợi anh tí, anh ghi tên gái. Hóa ra là ông này đi quân đoàn. Em là cờ dripper. Thôi, đậu ơi. Trận sau em ạ, à, khổ lắm, creeper anh biết rồi. BAS1405N nha, để anh mời, thôi để anh mời tại vậy. Mời hai ông này bắn cho nó gắt. Đây một kíp PD đéo gì, BD đéo gì. Mời đại ai vào thì vào. Mời đại á, không ai chơi. ID cái em ơi. ID gửi cho anh cái ID cái Hằng Nguyễn ơi. What, nó tổn thương con. Chưa trả thù nó mama. À, khổ lém cơ.
tên cái em ơi, tên cái em ơi. À gì nhỉ? Hằng Nguyễn ơi. ID được không? Anh em đưa. Hằng Nguyễn ơi, gửi cho anh cái ID cái em mời em ơi. Nấm lùn hả? Cho nó chơi trận nữa cho nó sướng. Ok nhanh lên em ơi, trận sau nha, trận sau rồi anh mời em vào nha. Bắn bắn trước trận đi, khổ lắm. Anh kêu bắn hay lắm. Anh kêu hay đâu. Đi anh kêu cái thằng thằng binh, thằng binh. Ok, thằng chết cuối cùng ấy, thằng chết cuối cùng ấy. Anh kêu bảo hai người bắn. Anh kêu ấy rồi. Chà tu thế thôi, ẩn miệng nó đi đỡ khi mỏi tay à đâu. Khổ lắm. Kính đồng 26-25. Ui có người mới. Ôi, thì chứ không có ai này. Vãi, không có ai. Thật luôn. Ở đây có hai thằng. Thế là luôn, thì không có ai. À, bình châu vãi. Vẫn còn đầy ngắc luôn. Sao? Lại bảo xàm đi, tao đấm mất mồm. Ủa, sao pin rút được lúc? Ờ. Lại đến tối cho anh em xem nó vui. Ừ. Mấy giờ rồi? Mới có 3:30 à. Chơi phát đến 5 giờ sạp pin. Ui trời phê. Tối 7 giờ live stream mình 9 giờ nghỉ. Ai phê. Tao vừa chơi vừa sạc luôn, tao sợ đéo ấy. Thằng nào chết chứ tao bị chết đâu. Mẹ nó chốt tôi lại mưa mẹ rồi. Thằng nào gà chứ tao gà, tao bị nằm đâu. Trận sau đéo có nó nữa đâu, yên tâm. Ok, đợi anh chút nha, Hằng Nguyễn ơi. Đợi anh chơi xong trận, anh mời nha. Hằng Nguyễn là Sơn Trần gì gì đó. Thế em là con gái hay con trai vậy? Từ từ em ơi, Hằng Nguyễn ơi, em con gái hay con trai vậy? Dòm văn ngó vào, không mẹ nó bắn cho nát đi. Mà cho tôi lại mưa, ghét mưa vãi đái, suốt ngày mưa. Đợi anh chút nha em ơi. Bom keo không nào thiếu rồi, mỗi lần giao tranh mà không bom keo. Không quẩy nổ. Ôi trời ơi. Số 4 à? Nó đâu rồi? Anh bắn thằng này cơ, anh đang bắn thằng này. Chúng con kẹo người. Nào, bắn em cắt nhỉ. Hắn. Chắc dùng nick mẹ là sao? Nick mẹ là sao? Để sáng sáng lên một chút. Anh em nhìn cho dễ mà tôi nhìn thoải mái. Không. Nó bắn anh nè. Chơi đi, hiểu anh nhiều.
Có một thằng thôi. Không. Anh thấy có một thằng thì anh bảo là một thằng. Má, ba thằng. Anh ơi, mày em hơi lag nên bắn không hay lắm nha anh. Không sao em ơi. Khổ lắm. Anh bắn cũng bình thường thôi mà nhảy. Mà anh nhảy. Nhục mặt vai. Vừa cái tường này này em bay qua luôn. À, nó nhảy lên qua hàng rào, hàng Nguyễn. Tàng rào ba, khó nhảy lắm. Chết rồi à? Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Trừ, 36. 34. Má gần lên bạch kim 4 trừ phát, mẹ nặng vãi đái. Hằng Nguyễn hả? Ok, đợi anh trước đây, anh cái bản này em ơi. Lá không thành vấn đề. Ờ, 967, 967, 264, 264, 140, 140, xong. Cũng bạch kim 1, sơn trần, ui dồi ôi. Hằng Nguyễn ơi, gửi lời mời cái bạn nữa vào cái em ơi. Hình như anh chấp nhận, anh gửi lời mời các bạn thằng B52 gà Tây chưa chấp nhận hay sao? Thằng Nguyễn ơi, gửi lời mời các bạn nữa má, quả cay vãi, đéo hiểu tại sao má, tem nó bắn gặp vãi. Em chưa biết này. Ủa thế? Sơn Trần gì không ai gửi lời mời các bạn rồi nha. Thuận Bùi không phải Thuận Bùi. Toàn Bùi. Vãi thật. Toàn Bùi, Thuận Bùi nó vẫn là một người. Anh em mình bắn mẹ đi. Gắt vai, gắt vai. Chả có gì là gắt. Cái gì gì? Danh bạc, bạch kim 1. Ờ, gắt không? Gắt. Gắt sắp bằng anh. Sắp bằng anh, anh bạch kim 3. Nguồn này lên được điện thoại ấy. Nó mới fail. Mùa sau có cái danh gọi cao hơn thách đấu. Thách đấu mình không bao giờ lên được. Tại vì top 300 server mà mới lên được cách đấu. Mày đứng top 300. Nghe nghe điểm, điểm xếp hạng danh nhé. 300 đến 300 là lên được cách đấu. Phải là top 300 mới được lên được cách đấu. Là sao? Lên cách đấu là top 300 mẹ. Thì chả đứng top 300. Bây giờ mày cày lên ví dụ huyền thoại, nhưng mà mày phải huyền thoại điểm cao. Xong rồi mày đứng top 300 mày lên được cách đấu. Chắc. Nhưng bây giờ server này có bao nhiêu nghìn người chơi đúng không? Nhưng mà nó sẽ lấy cho 300 thằng có điểm xếp hạng huyền thoại ấy. Cao nhất thì nó sẽ cho làm thách đấu. Thằng nào trẻ trâu vãi. Quen mồm rồi em ạ. À. Lại mưa nữa trời, ồn thế. Nó cứ mưa hoài à, cho tôi mưa hoài à, chán ghê. Mày ra cho em mấy anh ơi. Mấy em mấy anh ơi. Trời ơi, xì phát lên rồi. Nó có đèo bắn được. AKM, AKM, AKM. Sờ cây em, AKM. Má thằng kia tao bắn hơi bị yếu rồi. Một bạn đã phải làm xuống.
Vừa thấy có thằng chạy chạy ở đây. Trời ơi. Ở đâu? Auto headshot, auto headshot. Thằng này auto headshot. Nhanh nhanh lại đây, lại đây. Nó nút đồ á. Thế thôi bỏ đi, bỏ đi. Hai thằng thôi. Auto headshot. Hai thằng này không có mũ miết gì đâu. Mát gì, đang lạnh thế mẹ đây này. Chỗ anh lâu lâu nó cứ 18 nên có 25 đến 27 độ à, lạnh bó mẹ ra. Đang lạnh gần chết. Lại ồn nữa chứ. Nó đứng trên cao thế cơ mà. Rồi rồi, thấy thấy người kìa, bỏ. Đầu đầu vãi đài. Đầu đầu rồi. Kệ đi, mẹ nó đau đầu thật, chỗ em nóng quá. Chỗ anh đang mưa, để anh bình luận. Sơn Trần Bình đã cầm cho mình combo là P90 cộng UMP sao không biết nữa. Rồi anh ta đang nút cho mình, không biết anh ta đã nút được thêm cho mình cái gì nữa. Nhưng mà hiện tại anh ta không có giáp, không có máu, không có mũ, không có gì. Rồi anh ta đã cầm M60. Cầm M60 và P90. Hình như anh ta đang có dự định gọi là ra kiêng nằm mát. Người ta gọi là spa làm đẹp, chứ ai gọi là nghỉ dưỡng. Em tiếp tục phải cày vai thôi. Tủ rồi. Cày vai thôi nào anh em ơi. Cày vai nào, cày vai. Rồi Sơn Trần đang gọi là vẫn đang nung nấu cho mình một ý định miền Bắc nóng, chứ đang ở gần mặt trời vậy. Ở chỗ tôi đang lạnh. Đang lạnh gần chết. Có không biết. Tem đứng thứ 20 là vừa. Vãi thật. À, chơi với tem này bắn lỗi lắm. Mấy tem này bắn yếu khó chơi lắm. Cho mấy thằng em nó một like cho nó mừng. Top 20 trừ no điểm em ạ. Chả trừ no. Lại bảo trừ không no đi. À, nghe nghe nó bắn là mẹ kiểu phèo quá đại luôn. Dưỡng kinh á, kệ chứ. Má thanh niên kiểu thanh niên này đá sư chim vẫn còn đứng đây kiểu vỗ tay các thứ này nọ. Hơi bị đau đầu luôn ấy. Chào mọi người nha, mỗi bạn cho mình một like, một đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình sắp đạt mốc 300 người, mọi người nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ mình đạt mốc 300 người. À, 300 người thì các bạn suy nghĩ thử xem nên mình nên làm vlog. Like bây giờ không đùa làm rồi. Sao đấy? Sao cả? Anh sắp sắp rồi em ạ, à. Bắn với cái tem yếu anh không bắn nổi ấy. Khổ lắm cơ. Khổ lắm. Đang suy nghĩ xem 300 sắp nên làm gọi là vlog về cái gì đây. Anh gánh cho. Vậy em gánh anh cho nha. Trình độ em thì còn non lắm em ạ, chưa đủ trình gánh đâu em ạ. Cục tạo toàn thì tính thế nào được. Mọi người nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khổ lắm à. Leo danh phòng Quách Nguyên Quý hiểu không, nó mới chất được hiểu không.
Sợ không có gì chất. Mẹ phong cách Nguyễn Quý mẹ không chất. Anh á, từ nãy giờ hình như từ nãy giờ toàn bị trừ điểm luôn ấy. Chơi mấy cái tem lặt vặt lờ phợt nhá, toàn bị trừ điểm ấy. Chơi với tem của mình không bị sao, nhưng mà chơi mấy tem kia toàn bị trừ điểm. Quý ơi cần tao kéo tụt danh không á? Có gì anh gánh em. Khổ lắm cơ. Cuộc đời nó thế đấy. Chắc gì nó cho bảo 6-4-3-0 rồi. Rồi. Thần sầu của nhớ số đây mà. 82 630-9782. Kỳ lần là sức mạnh. Không vào được không nữa chứ. Có gì ạ? Anh gánh em á, em cùng Tạ hay cùng Tấn hay à? Nếu mà em cùng Tạ thì chắc là đủ gánh, nhưng mà cùng Tấn thì hơi khó. Và sao à? Không biết đấy em ạ. Đồ cũng là VIP này, anh nhớ cho em này. 6944 6944 6092 6092 rồi. Được chưa? 6092 6944 trước chứ. Mày đọc rồi. Anh nhớ số sau, chứ em nhớ số sau, sao em nhớ được. Vãi đái thật. Nhớ, không nhớ số. Mình cao thủ nhớ số nhớ cái là được. 425. Phèo lắm. Chơi game này phải gọi là vận động tư duy còn nhiều hơn cả học. Nhưng mà cái này dễ hơn học. Tao đang lười không muốn leo nữa trời. Cả con gaming làm clip nhàm vãi. Làm clip bắn súng theo nhà chả thấy có gì hay cả. Siêu nhà leo không muốn leo danh mình tối là tao kéo cho dừa 4 giờ rồi không biết tình hình là rất tình hình đây không biết thế nào đây. Một ma Soka cộng P90 cầm rồi xong. Ôi may quá cộng 1 điểm. Ta được cộng 1 điểm. Ông bố cho chỉ câu rồi. Lại đi đổi thôi, đổi quần áo 2.000 cái rồi. Đổi rồi 2.000 gì ạ? Ờ. Nhiều người kết bạn nó 30 mấy người, 38 người. Ok. Có thêm được cái giày mới là có 3 đôi giày. Vòng quay may mắn có gì hả? Có gì đâu trời. Không gì nổi trội hết à? Đầu danh khó ghê nhỉ. Ôi sorry nhầm. Gì vậy? Mày ngu. Mày ngu có tổ chức ấy. Thoát chưa? Em đang ngư này thằng nào nó mời em qua. Em chắc thằng Toàn. Chắc chắn là thằng Toàn luôn.
KKB làm gì? Có gì đâu, mẹ ngu. Sẵn sàng là được rồi. Cần đéo VIP với cả không VIP. Anh ngu tổ chức à? Tao mời đại. Ôi mệt quá. Mấy bạn này bắn chán lắm. Bắn mấy bạn này chỉ gọi bắn giải trí thôi, chứ còn mà bắn kiểu bắn danh mấy thằng này. Đấu thường. Khổ thật đấy. Đấu thường với chúng nó cả. À, mấy thanh niên này. Mỗi bạn cho mình một like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hả? Ờ. Không nhớ nổi à? 6480. Nhớ chưa? Khổ ghê. Mệt thật. Ai còn sống comment hộ mình một cái được không? Bạn nào chơi comment tên của ID nha, mình mời. Mệt người thế. Ai bạn nào còn sống comment của mình một cái được không? Bạn nào sống cũng có thể comment tên. Quân đoàn anh hùng á, có quân đoàn anh quý nữa đấy. Có vào không? Không phải sợ bố con thằng nào hết. Phê quá. Không ai còn sống nữa à? Chỗ này chắc người ta đã chết hết rồi. Không ai còn sống nữa. Có người xem mà không ai còn sống. Đi ra rồi. Chắc vậy. Đi hết rồi. Má hai khẩu súng gần luôn. Mày á? Mày đoán của anh á? Anh á? À. MP40 với P90. Vãi đái rồi. Chạy không biết chạy nhầm nhà hả? Chú mày làm anh bắn tốn cả đạn đấy. Đúng rồi, đương nhiên chạy vào nhà anh là phải xác định chết rồi. Đi hết rồi. Xin chia buồn Nguyễn Quý, xin chia buồn cùng các bạn đã đi. Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc cho các bạn. Hết rồi. Mỏi mồm vãi nói mà mỏi mồm vãi đai. Có nhà có chỗ. Mà cầm P90 MP40 mà hết đạn thì đổi súng luôn nhà bắn phiêu nhỉ.
Đấu thường dễ vãi ra, đấu đấu danh mẹ bắn hơi gắt. Rồi. Còn boss này. Thằng nào mẹ nó. Sẽ tốn cả đạn. Đi hết rồi. Gần 4:30 rồi Dương lại sắp phải đi khám hả? Mấy tưởng đây có... bắn thường dễ vãi đái. Vãi đái thôi. Một thanh niên chỉnh chó cho hay. Cũng bảo em cho 200 nghìn mấy nhìn em thoát kìa. Không sáu bảy bốn đúng không? Sáu ba một một không sáu bảy bốn. Cần một khẩu trương, cần một khẩu trương. Quân đoàn mình bao nhiêu nghìn? Quân đoàn em vào quân đoàn trên 200 nghìn. Vãi đái thật. 250 trở lên quân đoàn. Quân đoàn của bố toàn 159. Toàn nó đâu cần đổi tên đâu. Quân đoàn em đâu cần đổi tên đâu. Cho vào luôn à? 375.000. Cho vào không? 7557. 7557, ok. Chào Minh Nguyễn nha. Minh Nguyễn ơi, like đăng ký kênh ủng hộ cái Minh Nguyễn ơi. Like đăng ký, khi đăng ký nhớ bấm chuông nha. Ui trời. Chào Trần Vũ. Anh Khôi like đăng ký kênh ủng hộ mình nha bạn ơi. Like đăng ký kênh nha.
Like đăng ký kênh ủng hộ mình nha, để mình có động lực làm clip cho anh em xem nha. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha mấy bạn ơi. Cần hài quá easy. Cần hài phải nói siêu easy luôn. Đợi làm mạng nữa rồi. Cảm ơn Trần Vũ Anh Khôi nha. Cảm ơn em nhiều nha. Like và đăng ký kênh luôn nha em ơi. Tối nay mình live stream tiếp nha mọi người. Nhớ đón xem nha. Mọi người đang xem thì like, đừng có quên bấm chuông để đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khi mọi người đăng ký nhớ bấm chuông ủng hộ mình nha. Suốt ngày cứ giết mạng chán thật. Không xem được là sao? Không xem được là sao? Không xem được là sao vậy Dương? Đợi con tí. Nghỉ giờ. Bạn nào chơi comment tên hoặc ID nha, mình mời. Má bắn một thằng mà không mất một giọt tiết nào luôn ấy. Tao có việc thì không xem được. À tao tưởng mày bận việc gì. Tao tưởng mày bị sao, bị ý là bên tao bị lỗi á. Thế mẹ cho ăn đấm á. Mày ăn đấm mình đi. Tao tưởng 4:30 mày mới đi khám bệnh mà. B52 gà con. B52 con gà. Ua, hay không? Mấy quả chưa. Con gà bắt được tiền. Không bắt được tiền. Đây này, hôm trước anh thấy có đứa nhảy lên đây mà. Đấy chứ gì. Đúng rồi. Đấy chứ gì, anh cũng lên được. Đấy, lên gần lên được rồi này. Thấy chưa? Ôi. Không cần phải chạy lên đấy đâu. Đến chạy cái gì? Thế này, cứ chạy ở bậc này này. Ôi dù. Vãi đại thật. Nhưng chạy chỗ đấy cũng được mà đúng không? Chỗ nào cũng được. Nhưng mà nó phải có cái chỗ lồi ra ấy. Như cả một chút cột ấy, phải trèo lên. Yeah.
đâu 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 ngồi nửa nửa vời vậy. Ngã uỳnh gái, anh em đang live xem live stream ấy, nằm ngửa ngửa bụng ra cười. Đang nằm tự dưng mà ngã cái thì anh em mẹ chết mẹ, nó kiểu nó lăn ra cười mẹ cái thằng này. Nó đang live stream vừa live stream vừa ngã. Toàn KT đã đai. Bố Toàn bắn chán đời lắm. Đợi bố cái lò bắn mới hay. Hiểu không? Lấy tốt một nhẹ cho anh em xem cả nhẹ nhẹ. Anh chơi nó trước đời không? Ờ. Imi. Công Phượng. Cứ họa mi không còn hot lại nhớ đến Công Phượng. Sao em sao quá. Vãi quân đoàn họa mi. Toàn AFK đấy mày biết rồi, biết rồi, biết rồi. Lên cao cao một chút bắn cho nó dễ. Lấy cái top 1 nhẹ cho anh em xem nha mọi người. Thì sao? Người vào được đổi, bắt đổi tên không? Có tên tiếp gì không? Đổi gì không? À, muốn bắn top 1 cái mà nó không cho bắn kìa. Top 1 easy game vãi. Nghỉ bye mọi người nha. Chào mọi người thấy hay nhớ like đi.